chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ba Hana Vegan Vlog của mình. Mình là Hana, hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ đến tất cả mọi người một video clip trong chuỗi video clip sở thích của mình, đó là chụp ảnh và quay phim. Và clip này được mình quay ở Vinhome 81 tầng vào buổi sáng khi mình đi uống cà phê với bạn bè. Trong khi mình đi vòng vòng quanh khu dân cư thì mình mới cảm nhận được cái nắng chói chang của Sài Gòn. Chỉ mới 9 giờ sáng thôi mà trời đã nắng gắt lên rồi, làm cho mình phải vừa đi vừa thở hổn hển vì nóng. Chắc có lẽ là mình chưa quen không khí của Sài Gòn, chứ mình thấy mọi người thì khá là bình thản trước cái nắng chói chang. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ mình vừa đi dạo vừa uống nước thì mình mới quen với cái nắng. Thế là mình lại có cảm hứng là lấy máy ra và quay. Và đây là thành quả của mình sau mấy tiếng đồng hồ, mời mọi người cùng xem. Mọi người thấy thích video này của mình, xin hãy ủng hộ mình bằng cách nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất, và nhớ là like và chia sẻ video của mình để mình có thêm động lực tạo ra những clip thật hay và ý nghĩa để chia sẻ với tất cả mọi người. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Tạm biệt.